Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2023, từ Ecoport, Vendo, thủ đô Hà Nội, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, mấy ngày qua, Liên Hiệp Quốc liên tục cử nhiều phái đoàn đến khu vực họ gọi là nagorno Karabakh, cũng được gọi là Cộng hòa Otsakh. Họ tới nơi đây để giải quyết một số vấn đề nhất là khi mà người dân Armenia lần lượt kéo nhau để rút khỏi khu vực này. Hơn 100.000 người, người Armenia rút khỏi nơi này. Và khu vực này bây giờ họ gọi là thành phố ma, ghost town. Tại sao lại có cảnh như thế này? Là tại vì trước đây đó khi mà khu vực này dưới sự điều hợp của Liên Xô, Liên Xô cũ đó, thì nó an bình. Nhưng mà sau khi mà Liên Xô sụp đổ, năm 1991, khu vực này là khu vực tranh chấp giữa người Armenia với người Azerbaijan. Họ đã có nhiều cuộc chiến từ năm 1994, vân vân. Vào năm 2020, quân đội của Azerbaijan tiến vào nơi này và đã có một cuộc chiến phải nói rằng rất đẫm máu. Thống kê dân số năm 2012, 2013 cho thấy là khu vực này có khoảng chừng 140 mấy ngàn cư dân nhưng mà sau cuộc chiến thì chỉ còn có một trăm mấy chục thôi, mất đi khoảng chừng hơn 10 ngàn người do rằng Armenia có bổ sung người qua bên phía của Nagorno Karabakh. Và thưa quý khán giả, cách đây mấy tuần, trong tháng 9 năm 2023, thì có một số người Armenia ở nơi đây, họ nói rằng là họ muốn thành lập một Cộng hòa Artsakh độc lập. Độc lập không có dính líu gì với Armenia và độc lập không có dính líu gì với Azerbaijan. Đương nhiên Azerbaijan không chấp nhận vì chúng ta thấy khu vực Nagorno-Karabakh nó nằm ở trong uh, lãnh thổ của Azerbaijan. Dù rằng nó gần biên giới với Armenia nhưng nó nằm ở trong lãnh thổ của Azerbaijan. Khu vực này có khoảng chừng 7.000 km vuông. Mà những người lãnh đạo của Azerbaijan họ nói rằng là đâu thể nào chấp nhận cho một một khu vực đòi độc lập như thế. Chúng tôi đã cho các ông một số quyền tự trị một số gì đó là tốt rồi, dầu rằng chúng tôi biết rằng nơi đây có nhiều người dân Armenia. Nhưng mà nó nằm ở trong lãnh thổ của Azerbaijan thì nó không có quyền được đòi độc lập. Nó chỉ có quyền một số quyền về vấn đề tự trị mà thôi. Và chính vì những người Armenia nơi đây đó đòi độc lập nên là quân đội của Azerbaijan đã tiến vào và ngay lập tức cái được gọi là cộng hòa Osset bị sụp đổ vì uh, lính ở đây làm sao mà có thể mà chống lại quân chính quy của Azerbaijan và ngay cả nước Armenia yếm trợ cho khu vực này yếm trợ cho cộng hòa tự xưng Osset nhưng không có làm gì nổi hết vì như vậy thưa quý khán giả nên là uh, những người Armenia trong những ngày qua Họ lật đật họ bỏ khỏi khu vực này Họ rút về nước Armenia Bên phía của nước Azerbaijan Họ mở một con đường cho những người đó rút về Armenia Ở lại chỉ còn khoảng chừng 1 cho đến 2 ngàn người mà gốc Armenia thôi Bây giờ Azerbaijan đang tìm cách đưa người của họ vô trong này để sinh sống Ngõ hầu không có cái cảnh như vừa rồi nữa là nói rằng đa số người dân Armenia ở đây Phải là cân bằng sắc dân ở nơi đây Thì phải đưa những người dân Azerbaijan tiến vào khu vực này Thưa quý khán giả, trước đây đã như tôi nói rồi Khi mà thời kỳ Liên Xô Cả Armenia lẫn Azerbaijan là ở trong khối Liên Xô Khi mà ở trong khối Liên Xô thì không có vấn đề gì hết Dù rằng thế kỷ thứ 17, 18 á, Khu vực này nhất là ở Armenia đã từng bị đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, đế quốc Ottoman chiếm chiếm đóng. Rồi họ cử dân qua đây đây ở sinh sống điều gì đó. Nó có những cái sự mâu thuẫn của lịch sử của những thế kỷ trước thế kỷ 17, 18, 19. chín, Nhưng Liên Xô khi ấy đưa vào chủ nghĩa Cộng sản, mọi anh em sống chung với nhau hòa bình. Thì không có xảy ra xung đột, chỉ xảy ra xung đột sau khi mà Liên Xô sụp đổ, họ lại mang quá khứ lịch sử của mấy trăm năm về trước để rồi đấu tranh chống lẫn nhau. Chính vì như thế chúng ta mới thấy Nagorno-Karabakh trở thành một chảo lửa của sự xung đột. Ở nơi đây thì đương nhiên người dân Armenia đông hơn. 150 mấy ngàn dân thì đã có hơn 141 ngàn là người Armenia rồi. Coi như 90% là người dân Armenia. Rồi họ lấy cớ này họ đòi độc lập Thì bây giờ Azerbaijan không chấp nhận Việc mà họ tranh đấu đòi độc lập như thế Azerbaijan quyết định là phải ngăn chặn chuyện này triệt hạ liền Mấy ngày qua các phái đoàn Liên Hiệp Quốc tới nơi đây Họ nói rằng là chúng tôi muốn ngăn chặn những sự trà đạp nhân quyền đẫm máu Azerbaijan nói chúng tôi mở đường cho những người Armenia muốn về lại bên phía Armenia thì cứ việc về. Nhưng đất này là đất của Azerbaijan. Không thể nào có một quốc gia độc lập trong một quốc gia. Không thể nào. Vì chúng ta thấy rằng là khu vực uh, Nagorno Karabakh á giàu ra chiếm 7.000 km nhưng mà nó sát gần biên giới phía của ở Armenia thì chỉ có một con đường độc đạo qua thôi như vậy là còn mấy chục km nằm sâu ở trong lãnh thổ của azerbaijan không thể nào có độc lập được chính phủ nước nào cũng thế khi lãnh đạo thì họ phải giữ sự toàn vẹn lãnh thổ không thể nào mà sức mẻ được nước azerbaijan họ nói họ biết ơn liên xô rất là nhiều khi mà điều phối trước đây và khi mà vỡ trận ra và hai nước độc lập đó là Armenia và Azerbaijan. Biết rằng là Liên Xô cố gắng hàn gắn những sự khác biệt trong quá khứ của hai nước về lịch sử đó. Biết rằng là như thế nhưng mà không thể nào vì chủ quyền tối thượng toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mà có thể nhượng bước cho Armenia để Armenia lấn sân sâu vào trong Nagorno Karabakh thành lập Cộng hòa Ostak thì họ không có chịu. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả dầu rằng Liên Hợp Quốc tới nơi đây, đây tìm bằng mọi cách giảng hòa nhưng không nổi đâu. Hồi xưa thì có Liên Xô chứ bây giờ thì hết rồi. Và rõ ràng bây giờ đó mỗi một quốc gia Nga thì phải lo cho nước của Nga. Armenian thì phải lo cho nước Armenia. Và đương nhiên người Azerbaijan phải lo cho nước Azerbaijan. Quyền lợi tối thượng của Azerbaijan là toàn vẹn lãnh thổ tôi hoàn toàn hoan nghênh chuyện này đó là góc nhìn của tôi chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau